Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Tây Nguyên. 46 năm đã trôi qua kể từ ngày 30 tháng 4 1975 khi toàn cõi Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam như được ghi trong Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày hôm nay, báo chí nhà nước Việt Nam vẫn nhắc đến một lực lượng mà những người đã sống qua cuộc chiến Việt Nam biết đến. Đó là lực lượng phun rô của người Đề Gà Tây Nguyên, công an tỉnh Như Lai, đã thông báo trong hội nghị tổng kết công tác năm 2020 rằng họ đã xóa bỏ hoàn toàn được đạo Hà Môn, ngăn chặn sự phục hồi của Tin lành Đề Gà, tổ chức lực lượng phun rô của người Tây Nguyên. Tổ chức phun rô, viết tắt từ tiếng Pháp, là mặt trận thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức tại Tây Nguyên. Lực lượng đấu tranh này là người Chirai, Hidi, Khmer Krom, Cơ Hồ và Ba Na ra đời vào năm 1961 để đòi hỏi quyền tự trị. Chính phủ Hà Nội tiến hành cuộc chiến chống lực lượng phun rô trong thập niên 70 đến năm 1980 và mãi đến ngày hôm nay vẫn cáo buộc rằng người Tây Nguyên theo một lực lượng vũ trang phun rô mục tiêu muốn lật đổ, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, lập ra một chính quyền riêng của mình. Ông Rong này thuộc dân tộc Rai và từng là trưởng khối điều hành của Trung tâm Huấn luyện Cán bộ Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa và là một thành viên của lực lượng phun rô thời thập niên 1960 từ North Carolina, nói với đài Á Châu Tự Do. Vì người thượng đã từng chiến đấu sát cánh với quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam chống Cộng sản miền Bắc, cho nên đây là cơ hội tốt nhất và quan trọng cho họ Đảng Cộng sản Việt Nam để trả thù, nên họ tìm bất cứ cách nào để có lý do tiêu diệt đồng bào người Tây Nguyên. Họ quy trách nhiệm chụp mũ rằng đồng bào thượng là tổ chức lực lượng phun rô muốn lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam, mà thực ra không có gì hết. Sau khi tổ chức biểu tình bạo loạn, một số địa điểm ở khu vực Tây Nguyên liên tục bị thất bại, một số đối tượng cầm đầu không trốn nương thân đã chạy vào rừng, nhưng rừng thiêng nước độc không thể che chở cho bọn chúng. Theo báo Cộng sản Việt Nam, một tờ báo nhà nước tỉnh Gia Lai đưa tin về việc bắt giữ các nhà vận động Tin lành người Tây Nguyên. Trong những tháng gần đây, chính quyền Việt Nam gia tăng sách nhiễu những tín đồ Cơ Đốc Ôn Hòa, người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm vào giáo dân của các nhà thờ tại gia không đăng ký. Báo chí nhà nước đưa tin về các vụ bắt bớ, đánh đập và dọa dẫm mới nhất xuất phát từ những mâu thuẫn giữ bảo vệ của các đồn điện cao su và các nhóm dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên bản địa chính gốc, thường được gọi chung là người thượng. Từ giữa năm 2010, ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, thông tin về các vụ xung đột không đầy đủ, diễn biến thực của sự việc không mới rõ ràng, nhưng sau đó chính quyền tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh tại ba huyện biên giới Đức Cơ, Giạc Rai và Chư Prong và đẩy mạnh kế hoạch loại bỏ và bắt giữ những người mà gọi là Tin lành Đề Gà và buộc tội những người này đã kích động gây bất ổn. Chính quyền tuyên bố rằng những người thiểu số theo các nhà thờ tại gia độc lập hoặc không đăng ký là Tin lành Đề Gà, khẳng định rằng đó không phải là một tôn giáo hợp pháp mà là vỏ bọc cho một phong trào ly khai của người Tây Nguyên. Báo chí tại Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ, giới ký giả ngoại quốc bị ngăn cấm, không được tự do đi tới những khu vực nhạy cảm ngoài Hà Nội ra. Các tổ chức nhân quyền quốc tế độc lập bị từ chối, không được đến thăm tại nơi bản địa ở Tây Nguyên, nên rất khó có được những thông tin chi tiết có thể kiểm chứng được lập về hiện tình ở Tây Nguyên. Báo cáo ngắn này dựa phần lớn trên các thông tin thu lượm được từ báo chí trong nước, được bổ sung thêm bằng các cuộc phỏng vấn những người Tây Nguyên đã chạy trốn khỏi Việt Nam đến Campuchia xin tị nạn do tổ chức theo dõi nhân quyền thực hiện và báo cáo của các tổ chức ủng hộ người Tây Nguyên có trụ sở tại Hoa Kỳ. Từ hồ sơ này, chỉ tập trung vào vấn đề Tin lành Đề Gà Tây Nguyên, những vấn đề nghiêm trọng về tự do tôn giáo đang tác động đến hầu hết mọi tôn giáo Việt Nam, nhất là với nhóm mà tín đồ không muốn theo các tổ chức tôn giáo có đăng ký chính thức, gọi là tư cách pháp nhân của nhà nước. Pháp luật Việt Nam quy định rằng mọi nhóm tôn giáo đều phải đăng ký với chính quyền và hoạt động dưới các tổ chức tôn giáo do chính quyền chấp thuận.
chính quyền nghiêm cấm mọi hoạt động tôn giáo bị coi là đi ngược lại lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, gây mất trật tự công cộng hoặc gieo mầm chia rẽ. Dù nhiều nhóm tôn giáo không được đăng ký vẫn có thể hoạt động khá thoải mái tại Việt Nam, nhưng nhóm bị coi là có nguy cơ gây hại đến quyền lực của đảng bị đàn áp mạnh tay với cớ là các nhóm này gây hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Tín đồ của các nhóm tôn giáo không được đăng ký cũng như các nhà hoạt động tôn giáo đang hoạt động cho các quyền cơ bản đã được quốc tế bảo đảm rằng đều bị sách nhiễu, bắt bớ, bỏ tù hoặc quản thúc tại gia. Công an và giới chức địa phương giải tán những buổi tụ họp tôn giáo, thu giữ kinh thánh và triệu tập các vị lãnh đạo tôn giáo đến đồn công an để thẩm vấn. Trong một số trường hợp, công an phá rỡ nhà thờ của các nhóm tôn giáo không có đăng ký với chính quyền, tạm giữ hoặc bỏ tù các tín đồ với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, đánh dấu năm thứ 27 Quốc hội Hoa Kỳ vinh danh Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, buổi lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức trực tuyến với hàng chục khách mời gồm các nghệ sĩ, thượng viện, dân biểu Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, đại diện Bộ Ngoại giao cũng như đại diện cộng đồng người Việt nhiều nơi trên thế giới tham gia. Bắt đầu buổi lễ chính là phát biểu của cựu dân biểu Leslie Binney, tác giả của đạo luật đưa đến việc Tổng thống Bill Clinton vào năm 1994 đã ban hành công luật ghi nhận ngày 11 tháng 5 mỗi năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Cùng các diễn giả và ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam khẳng định đây không phải là một ngày nhìn về quá khứ mà là cơ hội để thúc đẩy các chính sách hiện tại của Hoa Kỳ và các nước cấp tiến trên thế giới trong công cuộc giúp cải thiện tình hình vi phạm nhân quyền bị cho là trầm trọng tại Việt Nam hiện nay. Ông Michel Orona, cố vấn cấp cao về chiến lược tại Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ghi nhận quan hệ song phương Việt-Mỹ trong năm qua đã có những bước tiến lịch sử về một xu hướng tích cực tại Việt Nam với các quyền của người phụ nữ, người Tây Nguyên, thiểu số, khuyết tật và... Tuy nhiên, ông nói Hoa Kỳ nhận thấy còn nhiều điều bất cập. Tôi rất buồn vì thực tế là không có đủ thời gian để tôi nêu tên mọi tù nhân hiện bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền con người của mình, nhưng tôi ghi nhận bản án đáng lo ngại của thi sĩ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch và các thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ và những người Tây Nguyên bị bỏ tù với tội danh mơ hồ gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi thật buồn vì một người đàn ông 70 tuổi đã bị kết án 12 năm tù vì hoạt động cho những khát vọng hòa bình để Việt Nam được tự do và dân chủ hơn. Ông Arona nói tiếp, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng rất quan tâm về điều 117 luật hình sự 2015 của Việt Nam ngăn cản quyền tự do thông tin, và ông nhắc đến trường hợp của Facebooker Nguyễn Đức Quốc Vượng, một người đấu tranh cho dân chủ vào năm ngoái bị chính quyền Việt Nam tuyên án 8 năm tù giam, và trường hợp nhà báo Phạm Đoàn Trang, người bị bắt vào ngày 6 tháng 10, 2020. Ông nói, Bộ Ngoại giao lên án những hành động này và tiếp tục thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền tự do bày tỏ quan điểm chính trị của họ, cả trực tuyến và ngoại tuyến, mà không sợ bị trả thù. Về phía Quốc hội, một số dân biểu lương đảng tham gia trực tiếp hoặc cử người dự buổi lễ nhân quyền cho Việt Nam cho biết họ ủng hộ đạo luật nhân quyền cho Việt Nam được dân biểu Chris Smith của tiểu bang New Jersey giới thiệu vào Hạ viện cách đây một tuần. Đại diện cho văn phòng Chris Smith, ông Pierre Tozzi, cho biết đạo luật này nhằm đảm bảo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc đàm phán tương đương với Việt Nam. Đạo luật này khuyến khích chính phủ của chúng tôi khi tiếp xúc với Việt Nam phải tiếp cận trên toàn diện, chỉ nói về thương mại hay quân sự hay hỗ trợ nhân đạo không thôi là chưa đủ. Vấn đề nhân quyền cần phải được đan xen vào tất cả các cuộc thảo luận của chúng ta và không thể bỏ nó qua một bên. Từ Úc, dân biểu liên bang Chris Hazey qua video cũng nêu lên quan ngại của ông về thực tế đàn áp các quyền con người tại Việt Nam ngày càng gia tăng, cụ thể là biện pháp dùng những điều luật mơ hồ để xử những người can đảm dám lên tiếng chống lại bất công. Ông cũng nêu trường hợp của ông Châu Văn Khám, một công dân Úc và thành viên đảng Việt Tân,
Bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt khi về Việt Nam vào đầu năm 2019, sau đó ông bị xét xử và tuyên 12 năm tù giam vì tội danh khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Ông Haize nói, ông Khám đã bị bỏ tù mà không được xét xử công bằng và không được tiếp cận với các luật sư bào chữa. Chính quyền Việt Nam không đưa ra bằng chứng nào để liên kết ông với bất kỳ hoạt động nào liên quan đến khủng bố. Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của mình theo các quyền dân sự và chính trị quốc tế. Gần đây, tôi lại nêu tình trạng của ông Khám lên với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc vì ông đã bị giam hơn 2 năm rồi với mối quan hệ thương mại và chiến lược mạnh mẽ của Úc với Việt Nam và lợi ích chung về sự ổn định khu vực. Chắc chắn chúng ta có thể và phải làm nhiều hơn nữa trong trường hợp của ông Khám. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.